Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020. Chương trình thời sự gồm có những nội dung chính sau đây. Và bây giờ là phần tin chi tiết. Ngày 9 tháng 9 năm 2020, đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp đoàn công tác có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. Thời gian qua, thành phố Châu Đốc đã từng bước thực hiện có hiệu quả đề án An Giang Điện Tử giai đoạn 2019-2025. Các phòng, ban ngành thành phố và quỹ ban nhân dân phường xã luôn quan tâm, khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Người dân từng bước quen dần với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính như cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử, nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin do tỉnh thành phố triển khai. Hiện có 29 đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và 7 trên 7 phường xã đã thực hiện có hiệu quả phần mềm Office và hệ thống tích hợp chữ ký số để phát hành văn bản điện tử ký số, đảm bảo an toàn thông tin, đảm bảo tính pháp lý của văn bản trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp thành phố Châu Đốc đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng 200 camera an ninh giám sát trên các tuyến đường chính của thành phố. Từ đó góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tệ nạn xã hội, tình trạng gây mất trật tự công cộng ở một số tuyến đường của thành phố, phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng chèo kéo trong khu vực miếu bà chúa xứ núi Sam. Cùng với đó, thành phố Châu Đốc đã triển khai cổng thông tin du lịch thành phố Châu Đốc có tích hợp phần mềm ứng dụng du lịch trên điện thoại smartphone, từng bước áp dụng mô hình du lịch thông minh và triển khai có hiệu quả hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến đến nay đã có 3.469 lượt khách thực hiện khai báo trên hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến tại địa bàn châu đốc ngoài ra thành phố còn triển khai phần mềm hệ sinh thái giáo dục thông minh vnedu 4.0 cho 32 trường học trên địa bàn thành phố ngày 9 tháng 9 năm 2020 ủy ban nhân dân thành phố châu đốc tổ chức tập huấn chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tại buổi tập huấn, bà Phạm Thị Diệt, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao hướng dẫn phương pháp triển khai áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Vì triển khai áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhằm từng bước cải tiến nền hành chính hệ thống quá quá trình xử lý công việc hợp lý khoa học phù hợp với quy định của pháp luật tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông chất lượng hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính được nâng cao tạo dựng được lòng tin và sự hài lòng của người dân tạo môi trường làm việc khoa học qua đó làm chuyển biến căn bản tác phong lệ lỗi làm việc của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ. Ngày 9 tháng 9 năm 2020, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự thành phố lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự thành phố lần thứ 13 nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong Đảng bộ quân sự thành phố, phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao ngày 9 tháng 9 năm 2020, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức lễ bàn giao hai căn nhà đại đoàn kết cho lực lượng dự bị động viên. Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, đến dự có ông Lê Bá Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc. Căn thứ nhất, bàn giao cho đồng chí Nguyễn Phi Hùng, ngụ khóm Châu Quế, phường Châu Phú B. Căn thứ hai, bàn giao cho đồng chí Lê Hoàng Phong, ngụ ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế. Tổng kinh phí xây dựng là 195 triệu đồng trong đó mỗi căn nhà được hỗ trợ 35 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo thành phố Châu Đốc. Việc xây dựng nhà đại đoàn kết cho lực lượng dự bị động viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở là việc làm thiết thực, thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết sẽ chia với những khó khăn của gia đình, từ đó giúp cho lực lượng dự bị động viên an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 9 tháng 9 năm 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc Tổ chức lễ trao nhà đại đoàn kết cho anh Đoàn Nhật Linh là đoàn viên công đoàn cơ sở văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Căn nhà có diện tích 114,5 m vuông, kết cấu nhà tường, mái tôn với số tiền 35 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của ban vận động quỹ viên người nghèo thành phố Châu Đốc. Thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố Châu Đốc thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của các công đoàn viên và công nhân lao động trên địa bàn thành phố đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách trong cán bộ công nhân viên chức lao động thể hiện tình cảm sự quan tâm của các cấp công đoàn đến đời sống của cán bộ công nhân viên chức lao động giúp cho họ có chỗ ở ổn định yên tâm phấn khởi trong công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh Ngày 7 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Quân tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với công chức, cán bộ không chuyên trách phường và khóm. Theo đó, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Quân đã trao quyết định cho 9 công chức phường, 7 chức danh hoạt động không chuyên trách phường, sắp xếp bố trí 12 chức danh tham gia phụ trách ở khóm. Việc tinh giản bộ máy, kiêm nhiệm một số chức danh cán bộ không chuyên trách ở phường và khóm, nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong công việc. Ngày 8 tháng 9, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc phối hợp Ủy ban nhân dân phường Núi Sam tổ chức buổi đối thoại với các hộ cận nghèo về chính sách giảm nghèo năm 2020. Tính đến nay, toàn phường Núi Sam có 100 hộ cận nghèo, chiếm hơn 1,8% dân số toàn phường. Tại buổi đối thoại, các hộ cận nghèo đã bày tỏ những tâm tư nguyện vọng, những khó khăn trong cuộc sống đồng thời kiến nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các nguồn vốn, dây vốn từ các nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ cất, sửa chữa nhà ở, bảo hiểm y tế, chi phí học tập, trao học bổng cho con em hộ cận nghèo khó khăn được tiếp tục đến trường. Qua buổi đối thoại nhằm nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của các hộ cận nghèo trên địa bàn phường núi Sam, từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ kịp thời cho các hộ cận nghèo có việc làm ổn định, dương lên thoát nghèo bền vững. Ngày 9 tháng 9 năm 2020, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức trao nhà máy ấm nông dân cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Vĩnh Tế. Căn nhà được bàn giao cho ông Võ Văn Tuấn ở ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế. Căn nhà có diện tích 72m2, kết cấu nóng bê tông, đà kiền, mái tôn, dách tôn. Tổng kinh phí xây dựng 140 triệu đồng, trong đó từ nguồn của Hội Nông dân Trung ương hỗ trợ 35 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp thêm. Đây là việc làm ý nghĩa thể hiện đạo lý tương thân tương ái giúp đỡ, chia sẻ hỗ trợ cho nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở để họ có chỗ ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Theo số liệu của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc tính đến ngày 7 tháng 9 năm 2020, toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận được 54 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó tập trung ở 6 trên 7 phường xã. Phường núi Sam là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất 24 trường hợp, phát hiện và xử lý 30 ổ dịch. Thời gian qua, Trung tâm Y tế Châu Đốc tăng cường các biện pháp giám sát dịch, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo dịch thường xuyên và báo cáo dịch khẩn cấp theo quy định của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng chống dịch bằng mọi hình thức, tập trung tuyên truyền về các biện pháp vệ sinh cá nhân, dọn dẹp nhà cửa thoáng sạch, loại bỏ các vật dụng chứa nước động, ngủ phải mắc màn cả ban ngày lẫn ban đêm. Ủy ban nhân dân các phường tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động huy động các ban ngành đoàn thể, cơ quan doanh nghiệp tại địa phương tham gia các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sốt xuất huyết, chỉ đạo đài truyền thanh phường xã tăng cường tuyên truyền để toàn thể nhân dân biết và tham gia các chiến dịch vệ sinh môi trường, thông báo rộng rãi và công khai về chiến dịch phun hóa chất để người dân nắm được lịch phun hóa chất trên địa bàn phường. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tích cực thu gom phế thải, phế liệu không cho mũi có nơi cư trú, sinh sản, áp dụng các biện pháp diệt bọ gậy, thả cá, thao rửa các dụng cụ chứa nước, đặc biệt chú trọng triển khai sau những ngày mưa, huy động cộng đồng duy trì tổng vệ sinh môi trường vào thứ Bảy hàng tuần, tổ chức phát động các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, phế liệu, phun quá chất tiêu độc, khử trùng, diệt côn trùng, tổ chức tốt việc tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đôn đốc kiểm tra các cơ quan đơn vị xí nghiệp, trường học thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tích cực tham gia các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường đạt hiệu quả cao. Thời gian qua, thành phố Châu Đốc đã xác định đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch là một trong những yếu tố then chốt tăng khả năng cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng du lịch. Do đó, thành phố Châu Đốc tập trung tăng cường trang bị kiến thức kỹ năng cho nguồn lực du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của địa phương trên cơ sở đó thành phố châu đốc sẽ tổ chức đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch chuyên nghiệp quá và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch góp phần đưa du lịch châu đốc trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của địa phương đồng thời xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực du lịch có quy mô cơ cấu chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện hội nhập, tạo ra lực lượng lao động có trình độ, kỹ năng, kỹ thuật ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người lao động trong ngành du lịch có trình độ học vấn và kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập và bền vững. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận được 13 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, địa phương có số ca mắc cao nhất là phường Châu Phú A 6 trường hợp, phường Châu Phú B 4 trường hợp. Để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng cho trẻ trong mùa tụ trường năm học 2020-2021, các địa phương tăng cường tập trung, triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống để sớm khống chế và ngăn dịch bệnh tay chân miệng lây lan trong cộng đồng và trường học, đặc biệt là trong các trường mẫu giáo mầm non, nhóm trẻ gia đình, phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe, cách ly và phòng tránh dịch bệnh cho học sinh một cách hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.